Trần Lữ Duy Nhất và anh Trương Chí Quân sẽ có một cuộc thi Trick Shot One Club Challenge. Chúng tôi hiện đang ở một hố par 4 với cự ly là 421 yard. Chúng tôi sẽ chỉ dùng một cây gậy để hoàn tất hố gôn này và xem ai có số điểm tốt nhất. Anh Trương Chí Quân, anh chọn gậy là gậy số mấy? Như anh Nhất đã nói, hố gôn này là hố gôn dài 420 yard. Chiến thuật của tôi là đánh làm sao để hai gậy là on, vì thế tôi chọn cây 4 sắc. Vì cây này của tôi đánh được 210 yard. Nếu tôi đánh hai cú đánh chuẩn xác thì tôi sẽ đánh hai cây này là sẽ on the green. Còn đối với tôi thì tôi chọn cây gậy 6 sắc. Tôi hy vọng là với độ dốc của fairway sẽ giúp cho tôi đánh cây 6 sắc này xa hơn tôi đánh bình thường một chút xíu, và với đủ độ loft trên mặt gậy thì tôi hy vọng là bóng của tôi sẽ bay được đến green và dừng trên green. Chúc Chí Quân may mắn trong cuộc thi trick shot lần này. Chúc anh Nhất may mắn. Tôi chắc phải đánh cây sâu sắc này rất là mạnh để được cái cự ly mong muốn cho cú đánh second shot của tôi. Cú đánh draw rất đẹp. Tôi nghĩ là khoảng cách sẽ đi xa hơn vì anh đánh draw. Shot. Rất là đẹp. Tôi thấy tôi có một phần nào tôi quên là tôi cũng không có còn trẻ nữa, nhưng mà tôi lại chọn gậy để đánh cái cự ly đi ngắn hơn Chí Quân. Anh Nhất nghĩ sao khi nếu tiếp theo anh Nhất đánh xuống cát? Tôi hy vọng là tôi đã xem đủ clip của CV khi ông ấy tập đánh từ bunker bằng gậy ba sắc. Tôi cũng đã có xem và tôi rất ngưỡng mộ cái sự creative, sự sáng tạo của anh ấy khi đánh những cú đánh bunker bằng 4, 5 sắc. Nhìn rất là đẹp. Nhưng cái bunker ở đây là có một cái khó khăn là cát rất là xốp. Nên tôi hy vọng là cái cú đánh của tôi on green được chứ không vào bunker. Tại vì cát rất xốp thì Chí Quân cũng đã biết là dùng gậy 56 hoặc 60 độ cũng đã khó khăn rồi. Chính xác. Không chỉ là gậy song sắc. Và đến đây thì tôi thấy là gió tới ngược. Tôi nghĩ gió ngược sẽ thuận lợi hơn cho tôi vì tôi dùng cây 4 sắc. Hy vọng tôi sẽ có lợi thế cú đánh tiếp theo này. Và hố gôn par 4 này có nước và bunker. Thì nói chung là cũng không phải là một hố dễ lắm. Và green thì lại rất là nhiều dốc. Vậy Chí Quân có thi One Club Challenge bao giờ chưa? Tôi thật ra chưa có cơ hội để thi cái One Club Challenge này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham dự cái trick shot này. Thì để xem kết quả như thế nào. Rồi, giờ thì chúng ta đã đến chơi bóng của tôi. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ là người đánh trước vì tôi phát bóng bằng 6 sắc thì gắn hơn Chí Quân phát bóng bằng 4 sắc. Cho tôi hỏi là anh còn bao nhiêu yard nữa? Ở đây tôi còn 215 yard đến giữa green. Và
khoảng 225 để đến được cờ sau. Thì thật ra mà nói là ngoài tầm của cây sâu sắc của tôi thì tôi phải đánh một cú đánh rất là mạnh nữa để hy vọng bóng rớt được đâu đấy trên trước green. Nhất đã bao giờ đánh cây sâu sắc của mình rớt 215 yard chưa? Với điều kiện như hôm nay thì tôi nghĩ là rất là khó, tại vì không có gió xuôi, gió hơi ngược một tí. Nói chung là phải đánh qua rất là nhiều chướng ngại vật, rất là nhiều bunker. Tôi hơi đi qua phải. Cú đánh vào trong cát trước green. Nhưng không sao. Hy vọng là tôi có đủ green để lăn bóng lên gần cờ. Bóng của Chí Quân đang ở vị trí 200 yard đến giữa green. Thì Chí Quân lên kế hoạch cho cú đánh này như thế nào? Cũng may là quả bóng của tôi dừng lại ở chỗ 200 yard này, bởi vì cây bốn sắc của tôi thường đánh 210 á, thì cờ cũng là đằng sau, thì cho tới cờ thì là cú đánh này sẽ là 210 á và có một tí gió ngược, nên tôi nghĩ nếu tôi đánh cây bốn sắc này full thì tôi nghĩ là sẽ lăn tới cờ. Rất may là tôi có khá nhiều green để cho bóng lăn. Nói chung là cũng phải 4 năm rồi tôi mới cầm cây sáu sắc vào bunker để đánh One Club Challenge. Thì hy vọng là cái cú bunker này tôi chỉ đánh lên được green là tôi đã rất vui rồi. Tôi thấy cú này rất là khó. Cái đấy là một cú đánh tương đối là may mắn. Kết quả rất là tốt. Hồi nãy chúng ta từ phía dưới nhìn lên thì bóng đi qua green, nhưng mà được cái dốc đưa bóng của Chí Quân lại một vị trí rất là thuận lợi. Đúng rồi, như vậy. Phía dưới fairway thì tôi thấy bóng tôi đã lăn quá green, nhưng mà dốc cao này đã đưa bóng tôi gần vào cờ hơn. Đó là một sự rất là may mắn. Chip này tôi sẽ thực hiện như một cú putt, bởi vì cỏ ở đây cũng rất là ngắn. Rất là đẹp. Quá tốt. Có vẻ như tôi phải cố gắng để đưa trái bóng này vào lỗ, nếu không là Chí Quân sẽ có cơ hội pa. Cú bất cần là rất là tốt. Chí Quân cho tôi xin phép tap in trước. Ok.
vọng tôi sẽ bắt vào cú này để giành sự chiến thắng. Quá hay. Chúc mừng Chí Quân đã chiến thắng trong trick shot lần này. Ở đây là hố gôn không phải là dễ để đánh nguyên cả bộ gậy, chứ huống chi là một cây gậy. Tôi nghĩ là cái hố này là Chí Quân chia gậy rất là đúng. Tôi nghĩ là lần sau tôi nên đánh hố này bằng 4 sắc tiếp, không đánh bằng cả bộ gậy nữa. Hoặc là Chí Quân có thể đánh 3-4 bằng cây 4 sắc, 3-3 bằng cây 3 sắc, hoặc 3-5 bằng cây 5 sắc thôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Trick Shot kỳ này.